Thôi được rồi. Bà xin rau ăn chưa? Thôi, con chào cô chú rồi đi. Chào cô chú. Nói lớn lên. Nói rồi. Hôm nay chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại mấy cái con cháu của mình làm món cơm ta bảo. Nói cơm ta bảo cho nó hay hay thôi, chứ thật sự ra ở đây nè là có thịt nướng, trứng, đáng lẽ là chả ha, nhưng mà mình không có làm chả được, thì mình trứng nè, rồi bì, rồi có cái này cà chua bi, rồi có dưa leo đó, như vậy thôi. Bữa cơm chiều nay của mình là như vậy. Ở dưới còn thịt nữa nha tụi con, tụi con muốn ăn thịt thêm thì lấy nha. Có ai biết ăn cái này không? Cái này có nghĩa là mình ăn mình chan nước mắm, làm theo mình trộn cái cơm nó lên đó là ăn như vậy. Thì con chan nước tương, con thích cái đó hả? Ok, con thích cái này lấy ra. Cái bì thì mấy đứa nhỏ nó không thích ăn gì mấy. Nè con múc ra, con bỏ qua đây đi cho mẹ. Cái này mình ăn á, mình phải trộn chứ, cái này nè, chung với nhau vậy nó mới ngon. Mình chị em cùng ăn cơm với lại gia đình của mình nha. Ngon không? Dạ. Ngon không? Phải trộn nước mắm chung với lại cái bì á. Nếu không cái bì nó lạc lắm, tụi con biết không? Dạ. Như nè. Ăn là giống như là ăn món cơm trộn vậy á. Để đây. Cái thịt mình cắt mỏng lép luôn á, cầm tay luôn. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ biết. Bác sĩ. Cái thịt mình ướp chung với lại sữa đặc với mật ong. Rồi sau đó mình bỏ cái dầu màu á, dầu màu điều, bỏ thêm chút muối và chút xíu nước tương. Ngon ghê, cái thịt nó ngon, nhưng mà mình không có làm mỡ hành. Còn thịt ở dưới ra bếp, xuống lấy ăn con, bưng cái dĩa thịt lên đây. Để ăn. Lâu lắm mình mới ăn món này. Cái món này ngon là nhờ nước mắm. Hồi đó đi học á, cái trưa ở lại trường học để mình học thêm, mấy cái thêm biết học thêm không? Ở trước đó, cái lâu lâu mà như bà ngoại cho tiền á, là đi ra mua cái dĩa thịt này ăn nè, cơm thịt nướng ngon, bì, cơm bì sườn chả,
Nghĩa là chỉ ăn một, ví dụ như cho một bữa đó là 20.000 đi, nếu mà ăn cái tô đó là mấy ngày sau là nhịn, ăn cái dĩa cơm đó là mấy ngày sau là nhịn đói. Phải để tiền đi dành đi xe mà, sợ như lúc mình đi á, cái bể bánh xe á, cái không có tiền giá. Giống như mình làm xe ăn bữa vậy á, mấy bữa sau ăn cơm nước tương. Mà mình đi học mình đâu có dở cơm đâu, nhiều lúc nhịn đói luôn, để bụng đói. Học có nhiều lúc học tới chiều mới gì á. Sáng buổi sáng hãy đi học rồi ở lại học thêm. Hoặc có khi học học thể dục đồ này kia, hoặc là học thủ công á, học điện, rồi học thiêu thùa nữa. Tới chiều mới về để bụng đói. Mà hồi đó mình đi học á, mình cũng không dám ăn xài gì bậy bạ hết trơn á, tại vì mình thấy mình đi học mình đóng tiền học được nhiều rồi đó, rồi tiền mấy áo dài, rồi may đồ đi học rồi nữa, già dép rồi này kia á, thấy tốn tiền á nên á mình tiết kiệm lắm. Nếu mình nói không tiết kiệm cũng không được. Phải bắt buộc tiết kiệm tại vì không có tiền. Mình xin tiền hoài á, với mẹ ba ngại lắm. Khi nào mình mở cái mượn xin tiền đóng tiền học á, mình phải suy nghĩ đắn đo nhiều lắm, nhưng mà cái đó thì bắt buộc. Cái này phải đem nước mắm ướt giống cục bê ly ăn mới ngon. Sao mình không ăn bì được? Lấy nước tương không? Cho chị hai lấy cho nước tương ha. Tại sao gút ra được sao? Gút cho chị. Sao về cơm? Ê là, ơ, mình sẽ cố gút. Là thế như rồi. Nước con. Sao chắc là vậy? Hồi em. Mà xin nước. Mà xin. Ủa của con hả? Hả? Này của con hả? Không, cái này của con. Mày dùng cốc cho cô xin hông. Cô nó sẽ được cái này. Em cái hũ trái cây bên ăn. Đúng rồi. Bắt ra. Cái này bị cháy, nướng bị cháy. Mình đừng ăn cái cháy. Mình xắt mỏng thấy không? Nhưng mà mình mua cái loại thịt đó là loại thịt không có mỡ. Ngon ta biết. Để biết ăn thêm thịt đi, còn nhiều mà. Ngon. Ừ.
cái trà này nó chua quá không? Không chua không, không phải không ngon. Ngon hả? Không thích nhiều trà. Không thích nhiều hả? Biết quá. Đây nó thích không? Bây giờ đấy còn thích cà không? Đấy chứ thích ăn cà. Ừ, con mất luôn hả? Ừ. Ăn cà đẹp da mà, sao con thích đó đi? Sao mẹ thích cà không? Sao mẹ thích ăn cái trái ớt nữa? Dưa leo nó thích. Dưa leo luôn hả? Ở Việt Nam mình thấy mình ăn cái này ngon hơn. Ở Việt Nam cái thịt nướng rất là ngon, thơm. Không biết người ta có bí quyết gì á. Con thích làm bếp với mợ ba không? Dạ. Vậy mốt mợ ba. Vậy mai mốt mợ ba làm bếp, mợ ba dạy con làm nha. Con làm bếp để mình phụ với mẹ. Cái lưỡi cái họng trên đó nó bị phỏng là không hồi sáng thì vô chỗ làm đó. Ăn cái bánh xá xu ô pơm nó còn nóng hỏi luôn quá à, chứ để vô chợ nó phỏng luôn. Ở ngoài thì nó nguội rồi nhưng mà ở trong cái bơm á cái bơm mỹ mi confiture gì đó nó nóng hỏi luôn. Vừa để vô phỏng cái miệng, phỏng cái ở trên. Các bạn ơi, mình xin kết thúc video clip tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Và xin các bạn nếu thích video này, thích những đứa cháu của mình, những đứa con của mình, hãy cho mình cái like nha, để cho trong làm động lực đó cho gia đình của mình làm những video tiếp theo hay hơn nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào cô chú đi. Chào cô chú.